Tin rất hay, Tập Cận Bình trợn tròn mắt khi Liên Hiệp Quốc ra quyết định chắc nịch sẵn sàng trừng trị Trung Quốc để bảo vệ Việt Nam, làm cho tàu thuyền giàn khoan của phía Trung Quốc chạy toán loạn, chờ chết ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở thủ đô Washington DC của Mỹ cho biết, căng thẳng trên Biển Đông trong những tuần vừa qua được nhắc tới rất nhiều tại hầu hết các cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Tại các cuộc họp này, các thành viên của Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra phương án ngăn chặn dứt điểm sự bành trướng của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, nơi được gọi là thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ căng thẳng mà nguyên nhân chính không ai khác, đó chính là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây lên. Nổi cộng nhất là việc tàu hải cảnh của Trung Quốc mới đây đã trực tiếp đâm chìm một tàu cá của Việt Nam. Điều đó đã làm ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, cũng như cộng đồng trên toàn thế giới đều phẫn nộ trước hành động ngang tàng của phía Trung Quốc.